Dạ xe của em. Ủa, vậy đó em hả? Chạy dịch vụ, chạy dịch trời. Vụ ngoài dịch vụ ra em còn chạy taxi công nghệ. Ờ à, vậy đó hả? Rồi. Mà em chạy đường trường không hay gì dịch vụ? Em đi gần hết đất nước Việt Nam rồi. Ồ vậy hả? Em chạy xe đi gần hết đất nước Việt Nam rồi. Đầu tiên là em muốn là bạn phải cao 1m7 trở lên. Chắc cũng gần tới rồi. Với lại sạch sẽ, gọn gàng. Với lại không có càm ràm. Bộ biết... em gặp đàn ông dơ ở dơ vậy lắm hả em? Dạ nói chung là cũng được. Được là sao, nói cứ được sao? À, nhìn thì cũng gọn gàng, cũng sạch sẽ, cũng đẹp trai. Nói chung là em thấy anh hiền, mà biết anh có hiền không? Mời nhà trai. Hai. Mời nhà đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Mình giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe nha. Mời bạn nam giới thiệu đi. À, em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân và chào tất cả mọi người trong khán đài. À, em là Lê Trọng Trung. Em năm nay 39 tuổi. Em làm nghề lái xe. Sinh sống và làm việc thì tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ em xin. Trung 39 tuổi. Dạ. Xe gì vậy, Trung? Dạ lái xe tải. Mời nhà gái. Dạ chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn nam bên đó. Chào quý vị khán giả. Em họ Hương tên Mỹ, em 38 tuổi. Công việc? À, công việc của em là tài xế luôn, em là lái xe. Ồ vậy đó hả? Ồ em lái xe ở đâu? Dạ em chạy xe ở Sài Gòn này luôn. Nhưng mà trong cái giống như là xe của mình hay là taxi hay là công ty nào đó hay như thế nào? Dạ xe của em. Ồ, vậy đó em hả? chạy dịch vụ, ngoài dịch vụ ra em còn chạy taxi công nghệ. Ờ à, vậy đó hả? Rồi. Mà em chạy đường trường không hay gì dịch vụ em đi gần hết đất nước Việt Nam rồi. Ồ vậy hả? Em chạy xe đi gần hết đất nước Việt Nam rồi. Hay quá ha. Vậy là hai bạn có thể đi khắp nước được đó. Nhà gái cho biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ em thì vui vẻ, hòa đồng, cũng biết yêu thương, cũng biết chia sẻ, biết lắng nghe. Em có thể chạy được rất là nhiều loại xe. Em bằng gì? Dạ em dấu D. Dấu D hả? Trà dữ à. Chàng trai dấu gì? Dạ, xe. Thua rồi. Ủa dấu xe tôi dấu D hả? Thua dấu D. Trời ơi phụ nữ ta dấu D. Dễ sợ không? Rồi giờ điểm yếu của mình là gì nè? Em không biết nấu ăn, với lại em rất là nam tính. Em... Trời ơi chết rồi, run quá. Lái dấu đề là dữ rồi đó. Tôi thi dấu đề hoài không đậu đó. Cần ngủ nước không? Lại nước. Rồi bạn trai. Điểm mạnh của em thì nói chung là em là một người hiền. Em thì không có tứ đội tưởng. Em thì nói chung hát không hay nhưng mà thi thoảng vẫn hát. Hay hát đúng không? Dạ. Mà có thật xấu gì không Trung? Cũng có lúc cũng hơi hiền, quá hiền. Chào em. Em là chị. Ừ. Bên tôi á, chắc là lần đầu tiên tiếp xúc với một không khí như thế này. Vậy mà nói lái dấu đê. Thì đó, nhưng mà người ta quen trên được tay lái rồi. Thôi như đang ngồi lái xe đi. Cho nên người ta bị khó thở luôn á. Khó thở luôn hả? Còn nghiệp vậy? Ừ. Chút nha, nếu mà gặp cái mà khó thở là mình sẵn mình làm y tế luôn nha. Dạ vâng. Hô hấp nhân tạo. Trời ơi, chào cô gái dấu đê. Ờ đó. Tôi nghe dấu đê là tôi ấn tượng rồi đó nha. Thường phụ nữ lái dấu bê tới dấu xê là hết rồi. Dạ nhìn ngoài đường không sao, nhìn cây cối không cảnh không sao, nhìn máy quay nó không. Nhìn máy quay thoải mái dạ. Máy quay mất hồn đúng thì không? Thì coi như máy quay là cây cỏ gì đi. Tính tình của em là nam tính nè, rồi thì đó là em mạnh mẽ. Mạnh mẽ đúng rồi. Thật ra là ai bạn nam nào cũng thấy không có chở che được. Với lại cũng hay dễ bị xúc động, coi phim hay đọc sách đọc báo hoặc là đi nhìn ngoài là ngoài xúc thấy động. Em dễ bị xúc động. Em không thích bạo lực. Thật ra là nếu mà nhìn thấy mà cảnh bạo lực là em bị khó thở. Trường em đi. Có mấy mối tình rồi? À, có mối tình đầu là em nhớ nhất 7 năm, nhưng mà tụi em ít gặp nhau lắm. Tụi em toàn yêu xa thì ra viết thư thôi mà. Trời ơi. Rồi còn lâu mối tình thứ nhì nào không? Dạ thứ nhì thứ ba thì cũng có nhưng mà không có được bao lâu ấy. À, đại đa số là mấy bạn á là ghen với lại không thích gì đó mà không nói ra. Ví dụ nói đi đón em thì tới rồi, thì em tới đó rồi thì bạn nó tới mà không nói. Ví dụ bạn núp đâu đó thì bạn theo dõi em cho coi em đi với ai hay làm gì gặp gỡ gì không, rồi sau đó bạn mới ra. Em không thích điều đó. Dạ với là càm ràm hay càm ràm cái vấn đề gì mà qua rồi là thôi, em không thích nhắc lại. Mà bạn mấy bạn nó cứ nhắc đi nhắc lại, em thích điều đó. Em như một cái mối tình 7 năm này không có gửi mail viết thư không vậy đó hả? Viết thư tay không à? Em có giữ, còn giữ thư không? Dạ còn. Vậy là còn yêu hả? Dạ không, em thích lưu giữ kỷ niệm. Bây giờ với những cái thư tình đó, ví dụ như bạn gái mà đưa cho em đọc, em có đọc không? Đọc. Dạ đọc chứ ạ. Em có mấy mối tình rồi? Nếu mà yêu mà đến mức sâu đậm thì chắc là chưa. Mới mém mém tí rồi đã... Mém mém tí hả? Vâng.
Tức là khoảng bao nhiêu lâu, yêu bao nhiêu lâu? 3 đến 6 tháng. Trời ơi, yêu 6 tháng vậy đó. Không sâu đậm mà có hung gì chưa? Dạ, chưa hôn ạ. Trời ơi, đàn trai chưa bao giờ hung cô gái nha. Hôm nay gia đình mình được của nha. Mình là... Bây giờ bên nhà gái cho đàn trai biết là bạn muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Đầu tiên là em muốn là bạn phải cao 1m7 trở lên. Chắc cũng gần tới rồi. Với lại sạch sẽ, gọn gàng. Với lại không có càm ràm. Ủa bộ biết... em gặp đàn ông dơ ở dơ vậy lắm hả em? Không phải, nhìn không phải dơ không dơ, nhưng mà em nhìn thấy mà tướng mà luộm thuộm em không thích anh ơi. Tức là không cần hàng hiệu nhưng mà nói chung là phải sạch sẽ thơm tho. Yên tâm, người đàn ông bên đây mặc dù lái xe tải nhưng mà tưởng đâu lái S500 không, Mercedes không. Dạ, chứ thêm nữa là phải biết yêu thương, chia sẻ. Đi ở đám đông thì ôm eo của em á, luồn cái tay ra sau á, ôm ôm ngang hông á. Trời ơi, vậy đó hả? Dạ đúng rồi, em thích vậy. Trời, lãng mạn vậy. Được không? Được không Tung? Dạ, cái đó là cái em thích đó. Cái đó là cái em thích. Em thích đó. Vậy là hay quá. Hai người này vậy là cùng sở thích rồi đó nha. Phải nói chung là thật thà thẳng thắn á, đừng có nói vòng vo bắt suy nghĩ nhiều. Em không Rồi. Em không nghĩ được, không nghĩ được. Tung thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm bên nhà gái? Em thấy chắc đáp ứng 90% nè. Còn Tung, Tung muốn người phụ nữ tương lai của mình như thế nào? Nói chung em thích những người phụ nữ không có nóng tính. Cô bên kia thấy cũng gọi là nhẹ nhàng lắm. Em có nóng tính không em gái? Dạ em nóng tính anh ơi. Nóng lên làm gì? Là em nói luôn, đôi khi em không có nhìn được cảm xúc của bên kia, em không thích gì là em nói liền luôn, em nói ngay luôn, em không có suy nghĩ, nhưng mà sau này nghĩ lại thì cũng thấy tội bên kia. Rồi gì nói chung? Nói chung là em thích những người phụ nữ là biết chăm lo gia đình. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi mình tiến tới nào. Nhà gái đi với ai? Em đi với má nuôi của em với lại mấy anh chị. Rồi xin mời nhà gái cho ý kiến ạ. Chào chú Linh và cô Hồng Vân. Dạ. Chào các khán giả. Thì con gái Mỹ tôi thì mạnh mẽ, cá tính nó thẳng thắn. Nhưng mà cho nên là tới bây giờ ba mấy chưa có lập gia đình. Còn về mà điểm tốt á thì con gái tôi thấy nó vậy á, chứ nhưng mà nó có lòng nhân hậu lắm, thương người hòa đồng. Theo mẹ nãy giờ á thì mẹ thấy cậu này á thì ngoại hình thì cũng được, về mà nghề nghiệp á thì nó cũng phù hợp với lại con. Thì bây giờ mẹ thấy tốt, được rồi. Cảm ơn. Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba của em. Kính chào Quyền Linh đẹp trai, kính chào Hồng Vân xinh gái, kính chào tất cả các vị khán giả. Tôi là ba đẻ ra Chung, nhưng mà nói về Chung á thì thực ra thì cũng được cái siêng làm mà cũng có rất nhiều cái tài vật, chịu khó cũng có thể là nội trợ cũng tốt đấy, vì ở độc lập cũng nhiều rồi. Còn con về gái á, thì khỏe, công việc ổn định, xinh gái. Điều kiện công việc có vẻ cũng tức là đi nhiều nơi nhiều chỗ thì chắc là kinh nghiệm, và đồng thời gia đình có thể cũng rất ổn. Người phụ nữ là người của gia đình mà tốt nữa. Hỏi thêm tức là cái nội trợ của con thì bây giờ cái hỗ trợ cái nội trợ làm sao? Đại đa số con ăn ở ngoài thôi, con không biết nấu ăn. Rồi lái xe mà. Rồi cái nghề này cũng mệt, nghề này lái xe suốt rồi chắc đúng cũng rồi, có thời căng gian thẳng. Nói thực đâu đi cũng hợp cái thời này thôi. Còn cảm ơn khán giả rất nhiều. Rồi cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn. Nãy em nói em hát được đúng không? Dạ. Giờ mở ra rào ra là vừa tặng qua vừa hát luôn nha. Dạ. Hát bài gì vậy? Hát bài em quên luôn cái tên. Trời ơi, quên cái đề luôn hả? Em hát một đoạn trong bài hát là Tâm Hồn Sao Động. Rồi. Thôi mở rào. Có gì hô hấp nhân tạo nha. Dạ. Khó thở nữa nha. Khó thở là bên kia ta hô hấp ráng chịu đó. Dạ vâng. Bắt đầu tiến tới. Dạ chào anh. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ cảm ơn anh. Món quà dễ thương quá. Anh tặng em bông lan. Dạ. Anh xin hát một đoạn. Rồi hôm nay không là mưa, vòng tay em du anh làm thơ. Anh biết bây giờ, anh biết bây giờ anh đã yêu. Dạ hay quá. Mình tặng quà. Dạ em tặng anh cuốn sách với cái thiệp. Em hát tặng anh ấy một bài đi. Đến với chương trình em sẽ hát bài Vết Son Trên Áo. Khi đang ngồi chơi trong quán ăn,
anh kêu rằng anh muốn đi, đi mua một bao thuốc lá thơm bên ngôi chợ ngay góc đường. Anh ra đi sao thấy hơi lâu, đi qua 30 phút hơn. Khi anh vô trong mắt anh sao thấy có những nét dối gian. Kì son môi trên áo anh, thì ra anh đã dối em. Kì son môi trên áo anh, nhìn xem em không nói thêm. Đã biết thế chớ trách sao em không yêu anh đâu. Vết son môi in trên cổ áo, chẳng thèm anh nữa đâu nha. Yeah. Chúng ơi, chúng nắm tay đi. Tại vì bạn này là tay bạn lạnh, bạn đúng run dữ lắm. Nắm bây giờ tay đưa đi. Anh cầm cho. Đưa qua anh cầm coi. Nắm hai tay cảm nhận lần đầu gặp gặp cô gái vô đề thì sao? Nhìn thẳng đi. Em không biết nói vậy đâu. Cảm nhận lần đầu tiên sao, nói đi. Nói chung lên đây thì thấy bạn gái thì nói chung mình cũng có một chút cảm tình ban đầu. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Thì nhìn em rất là xinh. Oh, cảm ơn anh. Tối nay mất ngủ rồi. Anh mong là mình sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ. Yeah. Yeah. Nhìn thẳng vô mắt ảnh coi. À, coi có tươm tất nè, sạch sẽ gọn gàng nghe muốn không? Dạ, nói chung là cũng được. Được là sao, nói có được sao? À, nhìn thì cũng gọn gàng, cũng sạch sẽ, cũng đẹp trai. Nói chung là em thấy anh hiền, mà biết anh có hiền không? Anh có gia trưởng không? Anh thì không gia trưởng. Ok, vậy được rồi. Yêu em thì nói chung là cuộc sống của em với anh thì lúc nào ấy, trong nhà gia đình thì anh cũng mong rằng là mình luôn vun đắp tình yêu. Yeah. Vì nhau để sống làm sao mà cái được tạo được một cái gia đình hạnh phúc. Nói thôi giờ anh có muốn có con gì cũng nói luôn đi. Anh mà đến được với em thì anh muốn thời gian nó ngắn một chút. Muốn có baby liền. Vâng, đúng rồi. À, vậy em cũng muốn có baby liền. Nếu mà chúng mình cưới nhau thì có xin 4 baby. Xin 4 baby. Em thích con nít. Thật ra là nếu mà được thì mình đến với nhau thì mình xin 4 baby, nếu không thì 3 đứa cũng được. Mỹ, em có áp lực không Mỹ? Bây giờ người ta là hàng còn nguyên thùng đó. Dạ không sao. Bây giờ trước khi về ghế ngồi hai người thử ôm nhau một cái coi cảm xúc nó sao nào. Chung ôm. Ấm không? Ấm không? Ở Mỹ. Còn cái tay qua gì đó. Cái tay qua eo đó không, em nói chừng nào đi á, đi đâu thì thử cái vòng tay qua eo, cái vòng tay eo qua vậy nè đó không, cái đó, là đúng, đúng rồi đó. Vậy là đi đâu đó được không chung? Dạ được ạ. Cái dạ. Tim mình có sao động gì không? Dạ cũng quá dao động luôn. Mình hẹn hò sao, bởi vì người ở Vũng Tàu nha. À, tại vì em có phương tiện cá nhân, thành ra là nếu mà muốn gặp thì cũng phải đi được, sắp xếp thời gian được, tại vì em là làm việc tự do. Hẹn hò thì nói chung anh thì sở trường là anh thích đi phượt. Dạ. Thích đi mô tô. Anh có xe hả? À, xe máy hay xe mô tô? Ừ. À, ok, em thì không có. Nếu mà đi du lịch, em thích đi du lịch. Em đi gần hết đất nước Việt Nam rồi, nhưng mà đại đa số là em chở khách đi thôi, hoặc là đi với gia đình, chứ còn đi một mình là em không đi. Vậy bây giờ em muốn anh chở nó đi. Dạ đúng rồi, bây giờ. Có giờ em chở người ta không à? Tại là lâu lắm rồi em cũng không có chạy gắn máy. Thật ra là bây giờ em cũng muốn có được cảm giác chạy gắn máy ở ngoài đường, dạo phố, cũng thích thế. Dạ. Vậy thì sao chung? Sắp tới thì anh hy vọng là anh sẽ có cơ hội thì chở em đi chơi. Dạ, cảm ơn đi anh. Bằng mô tô thì anh chở thì em ôm anh, và nếu mà em chở thì anh sẽ ôm em. Ok. Chắc chắn rồi. Thì nói chung thì bây giờ anh đang ở Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu, thì anh cũng có nhà, có đất rồi. Thì nếu mà mình mà về thì có thể về Bà Rịa Vũng Tàu ở với anh. Dạ. Dạ được anh, em về đó ở được. Tại ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng có người nhà em dưới đó nhiều lắm. Em gái của em ở đó, bé Út. À dạ, vậy khỏe rồi. Dạ. Để tay nút bấm đi. Để tay vô nút bấm đi, đó. Thấy được là bấm luôn, khỏi đếm luôn. Và đằng sau đó cưng. Và đếm luôn nha Linh nha. Đếm, đi. Đếm luôn nha, nè 1 nè rồi. 2 nè, 3. Bấm. Đấy, cạch cạch luôn. Thôi vô. Bây giờ chính thức rồi đó nha. Dạ. Yeah. Anh thấy là Trung cũng hiền, mà thật sự em cũng là con gái phụ nữ, nói chứ cứng cáp chứ cũng yếu đuối lắm á. Khó thở. Dạ. Yeah. Nụ hôn đầu tiên đó nha. À, con xin phép má nuôi cho con được hôn Mỹ ạ.
ôm chặt vô, ôm chặt vô, mạnh vô, bình. Rồi Mỹ, Mỹ làm lại đi, mau mạnh mẽ lên, bắt đầu hai bên luôn, bên này nữa, bên trái luôn. Để ôm nắm chặt tay nhau. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ. Chúc hai bạn sớm về chung một nhà. Tôi khóa dù khó thở nè. Một ngày thật đẹp và hy vọng rằng họ sẽ cùng nhau nắm tay nhau đi suốt quãng đường còn lại thưa quý vị. Cấp mấy mối? Nhà ba mối chú. Vậy cũng dữ quá. Mối già lâu nhất là dạ, nhiều. Cấp 3. Họ cấp 3 chú. À. Mấy năm? Dạ 1 năm. Mối thứ hai mấy năm? Mối thứ hai là 1 tháng chú. Mối thứ ba y chang mối thứ hai luôn chú. Cũng tháng nữa. Dạ đúng rồi. Mày nó quen làm như mối tình tháng hay gì đó. Chắc nóng lắm hả? Ngon vô đây. Chào em. Dạ chào chị. Dạ thôi chị không dám qua. Dạ rồi. Nhà trai tụi nay hơi bị ngon rồi nha. Em sợ đừng, quá. Đừng có chị sợ đó. Cái người đối diện đó đó, dạ. Mình có thích không? Dạ thích. Thích ha. Dạ. Bây giờ tôi hỏi nhà gái, thấy nhà trai sao? Dạ. Mời nhà trai. Wow. Rồi ngồi lên trai. Mời nhà gái. Trời ơi, hai chị em tôi hôm nay mặc đồ giống nhau chưa? Rồi xin mời em trai giới thiệu về mình. Con tên Hồ Hoàng Lộc, 27 tuổi. Đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Con làm nhân viên ngân hàng. Nhân viên làm cái gì, khâu gì? Dạ khâu giấy tờ chú. Khâu giấy tờ mà làm cái ghê vậy? Dạ. Khâu giấy tờ là gì vậy, đi làm luôn hả? Dạ không. Cái này là hôm nay con xin off chú. À xin off hả? Tưởng dạ. Tưởng đi làm ngân hàng làm giấy tờ mà làm cái ghê vậy? Dạ. Thì vô chắc hết làm giấy tờ luôn á. Bộ bên đó thấy ghê lắm hả? Làm cái ghê lắm. Để coi bên đây như thế nào nha. Mời bạn nữ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Minh Tú, năm nay em 25 tuổi. Quê quán của em là ở Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc hiện tại của em là nhân viên phòng thí nghiệm của công ty Infla chuyên sản xuất về bột mì. Bây giờ mình có ưu điểm khuyết điểm gì nè Lộc? Dạ ưu điểm của con là hiền lành, nhiệt tình, ga lăng. Hiền lành. Dạ. Nhiệt tình. Dạ. Ga lăng. Dạ. Mặc bộ đồ này vô hiền dữ rồi nha. Rồi điểm yếu gì nữa Lộc? Điểm yếu của con là quá nhiệt tình và hơi nóng tính một chút chứ. Nóng không? Dạ. Ngồi chú đừng nóng nha. Dạ. Nóng là có chuyện đó nha. Thôi nóng là có chuyện đó nha. Trời bên kia căng thẳng quá vậy. Đồ này là nóng là có chuyện đó nha. Wow. Ngon vô. Ngon vô đây. Chào em. Dạ chào chị. Dạ thôi chị không dám qua. Dạ rồi. Nhà trai tụi nay hơi bị ngon rồi nha. Em sợ quá. Đừng có bước qua tới cửa nha. Xin dạ phép đàng hoàng nha. Dạ không dám qua. Nóng có chuyện à. Dạ. Tới công chuyện luôn á. Mặc bộ đồ đó mà nóng nữa là mệt nữa. Bây giờ nhà gái làm sao nè? Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì nè? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng, dễ thích nghi với môi trường mới. À rồi. Sở trường là em thích đi du lịch. Du lịch ha. Dạ đi Đà Lạt là thích chụp hình sống ảo. Bây giờ mình có mấy mối tình nè? Dạ em có 3 mối tình. Mối thứ nhất dài không? Dạ không, nói chung là tất cả đều vài tháng thôi. Quen lác đác cho vui vậy thôi ha. Dạ. Nhưng mà lý do sao mà chia tay luôn 3 mối đó vậy? Em là đạo công giáo, gặp mấy bạn tình công an không à. Rồi được rồi, hiểu rồi ha. Mấy mối? Dạ 3 mối chú. Vậy nó cũng dữ quá. Mối dài lâu nhất là dạ nhiêu? cấp 3, hồi học cấp 3 chú. À. Mấy năm? Dạ 1 năm. Mối thứ hai mấy năm? Mối thứ hai là 1 tháng chú. Mối thứ ba y chang mối thứ hai luôn chú. Cũng tháng nữa? Dạ đúng rồi. Mày nó quen làm như mối tình tháng hay gì đó. Chắc nóng lắm hả? Dạ. Có cãi nhau không? Có chú, nhưng mà không có đụng dặn tay chân. Mình 3 mối rồi, giờ tới mối thứ tư mình muốn làm sao nè? Dạ em muốn tìm một người chín chắn trong suy nghĩ, có công việc ổn định, nhường nhịn, hiểu được phụ nữ và kiềm chế bản thân. Bên đó chị thấy mặc bộ đồ đó chị không biết có kiềm chế được hay không nha. Nhưng mà bên đó là có ga lăng. Em nghe căng quá chị ạ. Ừ, rất là ga lăng. Có cái điều gì mà em không thích ở đàn ông không? Không thích. Để chị hỏi. Dạ trưởng Vũ Phu. Dạ chính thức qua chào chàng trai. Dạ. Nãy giờ chị không dám qua. Để chị nhìn em chị cũng hơi sợ. Dạ. Nóng tính dữ không? Dạ không. Nóng tính nếu dụ như mà cãi nhau thì xong con bỏ đi. Giờ giờ mình thích bạn gái làm sao nè? Dạ thích bạn gái là hiền lành, biết kính trên nhường dưới, yêu thương động vật ạ. Ừ. Ở nhà có nuôi con gì không? Dạ có, nuôi vẹt với chó. À, nuôi vẹt với con chó. Nó đem theo con heo. Tuổi con đó chú. Tuổi của người ta. Tuổi luôn hả? Rồi có gì mà không thích không?
Không thích bạn gái hay nói nhiều quá, càm ràm á. Con không thích cũng được con ơi, bản tính là nói nhiều con ơi. Không hay càm ràm lắm. Có hút thuốc không? Dạ không. Có nhậu nhẹt không? Nhậu nhẹt ví dụ như một hai ly thì uống, còn không thì thôi. Ừ. Mình có càm ràm không? Dạ không. Không có. Có gia trưởng không? Dạ không. Không luôn. Quá khứ chị. Chừng nào lấy chồng được nè? Năm sau nữa. Năm sau có thể năm sau nữa đúng không? Rồi nếu mà tới là năm sau. Đúng, giờ còn mấy tháng nữa tới rồi. À còn không hiểu nhau thêm năm nữa cũng được. Còn 6 tháng nữa tới năm sau rồi. Nhà gái mở rộng cửa luôn. Đúng. Ủa nhà gái tôi là sao? Nhà gái bên đây mở rộng cửa. Bây giờ mình hỏi người thân người ta đi. Vậy đi. Ừ. Đi với ai? Dạ em đi với mẹ của em ngồi dưới. À dạ. Mẹ mặc áo về vàng nổi quá ha. Xin chào. Kia dễ thương. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Hồ Hoàng Lộc. Tôi rất là vui bởi vì chương trình này là đem rất là nhiều gọi như là niềm vui hạnh phúc cho các cháu. Cháu gái bên đây thì tôi thấy là cháu rất là dễ thương, rất là xinh. Cô rất là thích cháu. Thì cũng mong cho hai cháu là bấm nút để có cơ hội hẹn hò. Còn nhà gái sao nè? Đi với ai? Dạ, đi với hai dì và ba người bạn thân. Chị thấy nãy giờ là cháu Lộc này nhìn ngoại hình cũng dễ coi, dễ nhìn, thấy cũng hiền lành. Dạ, thấy cũng cô. Dễ thương, cũng hoạt bát. Thôi giờ mình để cho thuận theo tự nhiên cho hai cháu nó tìm hiểu với nhau. Dạ. Rồi chị xin hết, xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn gì. Lộc nó hiền lành lắm nhưng mà cần bảo vệ là nó có bộ đồ bảo vệ liền thôi. Đúng. Bây giờ là cháu của dì khỏi phải lo. Chuẩn bị chưa? Sẵn sàng chưa? Dạ. Chị mở rào là mình biết mình phải làm gì rồi đúng không? Dạ, rồi. Mở rào. Đấm đá gì cũng được. Đúng rồi. Dạ. Xong đưa con heo qua luôn nha. Dạ. Biểu diễn cho ấn tượng với đàn nhà gái coi. Hết hồn chưa? Bắt đầu. Vô. Đó. Dạ. Ghê chưa? Được heo mà ghê chưa? Yêu Trang vậy luôn. Không có món quà anh tặng cho em. À, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Chưa còn nữa. Nhà trai tới hai món nữa. Nè, cứ cầm đi con. Anh chứ. Anh có làm bánh không? Cái này là anh làm hay? Đúng rồi, anh tự làm. Được chưa? Thế nhà trai tôi nể nhà trai tôi chưa? Dạ, biết học võ mà còn biết làm bánh nữa. Thôi, nó vừa làm bánh vừa học võ đó. Có gì đây? Dạ, kẹo sô-cô-la. Dạ, anh mở ra, anh ăn thử. Trong đó có một lá thư. Lá thư, đúng rồi. Anh ăn kẹo đi rồi, anh đọc cái thiệp đó cũng được. Cứ ăn đi, chú đọc phụ cho. Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào là nhầm chỗ. Vạn người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Có sự sắp xếp của Thượng Đế. Dạ. Bữa nay mới gặp Lộc đó. Dạ. Cho anh ngắm em nhé. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Em cũng có một bài hát muốn gửi tặng cho anh. Mà hơi rung thì không sao, cứ hát đi nào. Nhà hôm tôi nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót nên đã tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc. Chờ em anh nhé, em sẽ đến bên anh và nói. Em xin hát đặt nói gì lấy tay của nó. Nói anh yêu em, nói anh yêu em. Bây giờ bắt đầu mình vô công chuyện nha. Dạ. Em cảm nhận anh như thế nào? Em cũng thấy anh là một người thật thà, cũng điềm đạm. Nhưng mà biết làm bánh với lại học võ sao nó cứ ngược nhau anh. Không, lúc nhào bột là người ta vận dụng nội công, khí công ở trong đó người ta mới nhào được cục bột, chứ không thôi là phải dùng máy rồi. Coi như là tề gia nội trợ luôn. Đúng. Dạ. Em chỉ được nghỉ thứ bảy thôi. Thì nếu mà được thì chỉ có thứ bảy anh xuống. Ok. Đi chơi. Cho anh địa chỉ đi, anh tới liền. Trời ơi. Anh có thích đi du lịch không? Anh thích. Anh thích biển hay thích núi? Anh thích biển.
Ở Vũng Tàu thì vừa có biển vừa có núi luôn. Ồ, giờ đó hợp lý. Tiện thì đôi đường. Dạ. Giờ ví dụ cưới nhau thì anh về Sài Gòn ở Vũng Tàu. À, ví dụ như mà cưới nhau mình sẽ ở Sài Gòn hay Vũng Tàu em? Em thích Sài Gòn. Ngon vô. Anh cũng thích Sài Gòn lắm. Em thích tối đi vòng Sài Gòn á, ngắm đèn rất là đẹp. Để cái dẫn chở em đi. Em có làm dâu được không? Em có làm dâu được không em? Em nghĩ là thời đại bây giờ hiện đại mà với lại mẹ chồng nàng dâu thì nó cũng không có khó như ngày xưa nữa. Nên là cái vấn đề đó cũng ok, không có gì hết. Vậy mình cưới nhau đi nha. Vậy mình cưới nhau nha em. Cái đó thì hôn nhân là chuyện không phải của hai đứa không mà của gia đình hai bên nữa. Nên là mình cái gì cũng phải có thời gian tìm hiểu. Nãy ai xúi hỏi câu đó vậy? Dạ chú Linh. Dạ chú Linh. Chú Linh xúi hả? Dạ. Một đường xúi xúi gì nó cứ đổi thừa chết luôn. Để chú lo con. Dạ. Ha, còn rất là dễ thương. Đây nè, nhà trai tôi dễ thương lắm nha. Nhà trai tôi thật thà, chất phác, dễ thương. Thấy không? Ga lăng đủ hết trơn á. Bây giờ con cảm nhận cái người đối diện đó đó. Dạ. Mình có thích không? Dạ thích. Thích ha? Dạ. Bây giờ tôi hỏi nhà gái, thấy nhà trai sao? Dạ. Thích không? Hai người thích ha? Rồi bây giờ nè, hai bạn bước ra đây, mình nói cái gì mà mình suy nghĩ nha. Mình thích người ta làm sao mình nói cho người ta nghe để mình thuyết phục người ta bấm nút đó. Rồi, nắm tay vô. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên. Ai mà thích nhau mà nắm cái tay kiểu gì kỳ cục gì. Dạ, nó nắm nó còn nhỏ. Nó chưa biết. Trời, nó ba mối tình rồi. Nó ba mà ba mối có 1 tháng không à. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi đó. Thì nói lại nè, nói lớn lên cho người ta nghe. Nói lớn. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi đó. Ờ, anh có thoải mái được đó luôn. Bàn tay em sao? Bàn tay em mềm mại. Anh sẽ bảo vệ em. Để cho anh nắm cuối cuộc đời nghe. Anh sẽ bảo vệ em hết đời này. Em có đồng ý không? Em có đồng ý làm như thế không? Thấy sao bé? Dạ, thấy bạn cũng chân thành, nhiệt tình. Chân thành đó. Thiệt thà lắm. Dạ. Thiệt thà lắm đó. Bạn rung mà, em thấy bạn rung lắm. Có thể là bạn không có kinh nghiệm trong vấn đề ăn nói thôi. Dạ. Mẹ bạn ấy rất là phúc hậu luôn. Mà dì cũng dễ thương nữa ha. Hai đứa thấy được á, cho nhau cơ hội. Người lớn sẽ hỗ trợ hai đứa nha. Dạ chú. Được không Lộc? Em được chú nha. Dạ. Em mốt đi chơi với bạn gái mặc đồ này ai cũng sợ, không dám đụng với bạn gái. Dạ. Người sợ. Dạ. Rồi dễ thương lắm. Rồi ok, về ghế ngồi đi. Dạ. Được rồi đó. Nếu thấy được đúng như gì mình suy nghĩ, đây là một nửa yêu thương của mình, để mình tìm hiểu và tiến xa hơn thì bấm ngay cái nút đó, đừng chờ đợi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Vô luôn. Chúc mừng. Thấy chưa? Hai cái đang tay vào. Đúng rồi. Đúng, dễ thương quá trời của đất luôn vậy đó. Mẹ thấy sao mẹ? Quá đẹp đôi luôn. Dì thấy được không dì? Được luôn. Cả nhà mà thấy được không? Rồi, chúc cho hai đứa sẽ sớm tìm hiểu nhau, nhớ chăm sóc lẫn nhau, liên lạc nhau nha. Chúc hai đứa hạnh phúc ha. Chú. Rồi, chương bây giờ sẽ là những phần quà dành tặng cho hai bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã có duyên với nhau quý vị. Bây giờ chỉ cần mượn nợ nhau là có nợ nữa là được. Chúc cho hai đứa sẽ sớm thành đôi. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Trời, bắt rễ có gì đâu khổ trời. Tức ghê á. Ba thương con quá, sợ bắt rễ khổ quá. Rồi không chịu là thôi luôn đúng không? Vậy là trách nhiệm nặng lắm đó. Dạ. Dâu trưởng lại càng trách nhiệm nặng hơn. Nên nhiều khi phải cái cần những người biết anh nói này kia, cư xử cho đúng mực. Gia đình em thì rất là dễ. Mỗi lần đám giỗ nấu mấy mâm? Đa số đặt luôn. À đó rồi, ngon lành, khỏe. Để giờ tôi sợ cái vụ đó ghê luôn. Đẹp trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên Đỗ Quang Hải, sinh năm 1983. Nghề nghiệp hiện tại của
của em là đang mở gara ô tô tại nhà. Nhà em ở Biên Hòa, Đồng Nai. À, ở tại biên thành phố Biên Hòa luôn hả? Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hồng Tươi, sinh năm 83. Em thì chuyên buôn bán nhưng mà bây giờ thì đang là tự do. Tự do là... Trước dịch đó thì em làm ở trên này. Nhưng mà từ hồi dịch tới giờ thì tạm ẩn về quê. Dạ, tức là giờ mình đang nghỉ ngơi đó hả? Dạ, đang nghỉ ngơi. Em bán gì vậy? Dạ, trước đây thì em làm cà phê Visa. Rồi giờ về quê mình về đâu? Dạ, em về Cần Thơ anh. Trời đất, xa vậy. Em có ý định là lên lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc không? Dạ có anh, em đợi dịch nó ổn ổn xong đã rồi. Nói chung là ba má em cũng ổn ổn xíu rồi em đi. Thật ra dịch thì ổn rồi đó. Ừ, dịch ổn rồi đó. Dạ. Em về Biên Hòa mở pizza cà phê được không? Dạ, dạ tùy anh ơi. Tại vì thuê đâu cũng được mà đúng không? Dạ đúng rồi. Được tình duyên của Hải sao nè? Dạ em đã trải qua 2 mối tình. Thì mối gần đây là hết năm, quen 5 năm. Bên kia thì con gái một á, nên muốn bắt rẻ nhưng mà bên nhà, bên đằng bố em thì người bắt thì không có chịu, sợ mình khổ này kia, không em điều. Trời bắt rễ có gì đâu khổ trời. Tức ghê á. Ba thương con quá sợ bắt rễ khổ quá. Rồi không chịu là thôi luôn đúng không? Dạ. Mối tình trước dài không Hải? Tình trước là học sinh hả? Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Em điểm mạnh thì nói chung là chăm chỉ trong công việc, biết nấu ăn, không hút thuốc, không có nhậu nhẹt gì hết. Còn điểm yếu thì nhiều khi mình làm riết cũng không có tự nhận xét cái điểm yếu của mình được. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái hãy chia sẻ về điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của em thì chắc có lẽ là cũng rất là thích công việc. Đôi khi là cái công việc, mình mê công việc nhiều quá, nhưng đó cũng là một điểm yếu của mình. Làm cho mình không có thời gian để làm một cái gì đó. Không có làm gì được cho bản thân mình, thậm chí là cho gia đình của mình cũng không có luôn. Đường tình duyên của mình sao? Chắc có lẽ là cũng hơi lận đận. Nói để chính thức thì chắc khoảng là 3 thôi. Trời, còn không chính thức là bao nhiêu? Trời ơi, chị biết làm sao không? Tại vì con gái mà tới này mà kêu là không có người để ý thì chắc có lẽ là rồi. Cho nên là để mà xác định được mối tình gọi là chính thức thì nó cũng phải như thế nào mình có gọi là chính thức. Trời đất ơi, vậy tìm hiểu dữ lắm nghe. Bên này thú vị lắm. Em ơi, em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, có thể diễn tả chi tiết coi thấy giống bên đây không? Em thì cũng đơn giản anh Linh. Em muốn người bạn nam của em thì cũng nói chung là cũng chăm chỉ trong công việc, nói chung là biết việc. Đây là quá chăm chỉ rồi đó. Dạ, như bạn nam bên đó nói thì cũng biết nấu ăn một xíu. Em cũng thích. Rồi gì nữa? Vui vẻ là được rồi anh. Biết trên biết dưới là được. Giờ mình có nhu cầu quen bạn trai cao nhiêu không? Cái ngoại hình thì không có cần thiết đâu chị. Tại vì bề trên cho anh sao nhận vậy rồi. Trời ơi, quá trời dễ dàng rồi. Bây giờ mình quen bạn gái á, mình có nhu cầu về bạn gái như thế nào? Dạ thì nói chung là biết ăn nói chung là lễ phép với tại vì bên đây bên nhà em là gốc Bắc. Dạ. Nên ba rất kỹ về mấy cái anh nói đó, tại vì em lại là cháu ít tôn á, là con trưởng ở trong tộc á. Vậy là trách nhiệm nặng lắm đó. Dạ. Dâu trưởng lại càng trách nhiệm nặng hơn. Nên nhiều khi phải cái cần những người biết anh nói này kia, cư xử cho đúng mực. Công việc thì không có quan trọng, làm sao cho bố mẹ em hài lòng vui vẻ được. Vậy giờ có phụ huynh đây không? Dạ hôm nay nhà đang làm giỗ nên rất là quan trọng, giỗ của bà nội á, nên nhà không có đi kịp. Thôi nay nếu cố gắng bấm nút kia mình về ăn đám giỗ luôn ha. Xong dẫn bạn gái về ăn đám giỗ luôn được không? Dạ đó, tôi được mời anh chị về. Rồi khỏe. Dạ rồi, mình đi với ai? Em đi với chị gái. Dạ em xin chào mọi người ở trường quay. Mình là chị em kết nghĩa với em Hồng Tư 15 năm. Thì 15 năm thì mọi người biết là Tươi sống rất là tình cảm, sống có trách nhiệm với gia đình, rất là ok. Chị thấy em trai bên này cũng là ok về kinh doanh, cũng hai em cũng hợp. Thì mong hai em cho nhau cơ hội. Dạ. Rồi để xem mặt nhà gái cái coi. Nền nã xuất hiện với một cái trang phục như thế này là thấy thích rồi. Cần Thơ gạo trắng nước trong mà ha. Dạ. Rất là nền nã đúng rồi. Mình đã trao đổi hết rồi, hai bên nghe cảm nhận về nhau hết rồi. Điều quan trọng mình mở rào ra hai người trò chuyện với nhau thôi nha. Rồi, mở rào.
Bắt đầu đi Hải. Đến với chương trình gấp quá nên cũng không có chuẩn bị gì nên tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng không có gì, không biết anh thích gì và như thế nào. Ôi chết anh ơi rớt rồi. Không biết anh như thế nào và thích gì cho nên là hy vọng là anh thích. Cảm ơn. Vậy nãy giờ nói chuyện ở bên đó thì em nghĩ sao về cho anh một cơ hội để mình có thể gặp nói chuyện? Nếu có thể thì mình nên cho nhau một cơ hội. Ở ngoài đời thì nó sẽ thực tế hơn, em nghĩ là vậy. Có khi nào mà em có hay lên thành phố chơi không? Em trước đây á, là em đã ở trên này thời gian khá dài. Em mới về dưới quê được khoảng 6-7 tháng này thôi. Vậy có gì chúc nếu mà có gì thì về nhà năm giỗ cùng với gia đình. À dạ, nếu có thể ạ. Rồi, bây giờ nè, cái điều kiện hẹn hò các bạn thế nào các bạn tự trao đổi đi. Bây giờ một người ở Cần Thơ, một người ở Biên Hòa đó. Chắc để tí nữa có gì ra ngoài nói đi. Không, giờ bàn luôn đi. Gấp lắm, gấp bóng nút đang về đám giỗ. Đây là một cô gái là làm ăn nè, rồi nói chung là tự lập. Anh lấy vợ á, là cái người vợ của anh là có vẫn còn được duy trì công việc riêng hay không? Hay là chỉ có ở nhà làm dâu thôi? Dạ, cái đó là vẫn giữ công việc riêng như đâu của anh chồng thôi ạ. À, làm dâu ở nhà anh có khó không? Không, tại vì gia đình em thì rất là dễ. Mỗi lần đám giỗ nấu mấy mâm? Đa số đặt luôn. À đó rồi, ngon lành, khỏe. Nãy giờ tôi sợ cái vụ đó ghê luôn á. Sợ về làm dâu nấu. Đám giỗ nấu một cái là ê hề là không. Nói chung là cô dâu là không có thấy mặt mũi luôn á. Trời ơi, mình mà về đám giỗ dưới quê nọ mà rửa chén không có mệt nữa. Đừng nói chi làm gì. Hai bên hỏi nhau coi khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được chứ. Không, cái này là phải là... ta muốn bàn riêng. Trao đổi riêng mới được. Thôi vậy hai đứa bấm nút, có bấm nút không bằng riêng đi ha. Nói chung là giờ chỉ muốn bấm nút thôi đúng không? Dạ. Yeah. Theo em thì bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân được? Quan trọng là mình hợp nhau rồi mình nói chuyện như thế nào thôi. Coi mình có đến được hay không thôi. Em có muốn làm dâu Biên Hòa không? Nói chung làm dâu á, nếu như mà cả hai bên đều hợp nhau rồi thì ở đâu cũng không quan trọng anh à. Em có muốn lấy vợ liền không? Dạ rất muốn. Bây giờ em thấy cô ngồi phía trước á như thế nào? Thì cũng như cái mong muốn mình tìm á. Bây giờ Hải tới, hãy nắm hai tay của tôi ha. Dạ, dạ. Con nó còn phải nhìn thẳng vô mặt coi. Em hỏi anh nè, nếu mà gia đình anh có khó quá như vậy, anh có vượt qua được rào cản đó? Anh đô là bên em thôi chứ còn gia đình thì tất nhiên vẫn tôn trọng ý kiến của anh. Tôi hát một đoạn nào đó cho Hải nghe. Em hát dở lắm, đợi nghe anh nghe đỡ. Kệ nó, hát đi. Dám đụng gái còn thơ hát hay lắm nơ, giỡn hoài. Hát bài chiếc nếu áo. Nếu sau này người anh yêu bội bạc, anh đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh giấu muộn màng. Biết anh yêu người đó rất nhiều, em hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim anh giờ đã quên nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Thấy chưa? Thấy chưa? À, những điều nói thì mình đã nói. Bây giờ thì chúng ta chỉ có việc là làm theo những gì con tim mình mách bảo thôi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau được rồi, chính thức các bạn hẹn hò với nhau. Nắm đi nhìn gì nữa trời. Chúng ta đang đám giỗ thôi. Mình đã chính thức hẹn hò với nhau, giờ mình gặp riêng được rồi đó. Chúc cho hai em sẽ sớm tìm ra được tiếng nói chung và sớm sẽ yêu nhau thiệt là nhiều luôn. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Rồi giữ lấy tất cả những kỷ niệm đó. Hãy chăm sóc để những kỷ niệm đó nó thăng hoa trở thành một tình yêu đẹp các bạn nhé. Hy vọng một ngày nào đó sẽ nhận được tin vui của hai bạn.
ít nói, chứ lợi kỹ năng nấu ăn còn hạn chế. Không hề hói, em ơi, tóc nhiều lắm, đẹp lắm, cũng không có hô luôn, bình thường. Nói chung là duyên dáng, rồi gì nữa, không hôi hả? Để chị tới gần chị mới biết. Mình phải tự hào khi mình có bạn trai trắng chứ. Em ơi, mình phải củng cố đời sau chứ em. Đang thù lùi chứ chú Quỳnh Linh sao được. Không, con thấy là như chú Quỳnh Linh là rất là ok luôn. Đàn ông con trai á thì như chú là con rất là thích. Như chú là con rất là thích. Mời nhà trai. Mời em trai. Dạ. Mời nhà gái. Chào bạn, mời bạn ngồi. Rồi, giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, em tên xin tự giới thiệu. Em tên là Thông, Đỗ Hanh Thông, đến từ Bình Phước. Em hiện tại dạy tiếng Anh. Dạy tiếng Anh? Dạ. Dạy Bình Phước luôn? Dạ, đúng rồi. Thông là sinh năm mấy? Em năm nay sinh năm 90 anh. 90, 32 tuổi ha. Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, con xin chào chú Quỳnh Linh, em chào chị Ngọc Lan và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Em tên là Hoàng Thị Huyền, em năm nay 25 tuổi và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Phước ạ. Ủa, Bình Phước luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. À, hay quá. Vậy là hai bạn cùng ở Bình Phước luôn, hợp lý rồi. Mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nhà gái. Ưu điểm của em á, thì em tự nhận thấy bản thân là một người chủ động, tích cực và khá là mạnh mẽ trong công việc. Còn điểm yếu của em á, thì đôi khi em còn đang hơi nóng tính, chưa có kiềm chế được cảm xúc. Và em nấu ăn không có được ngon lắm, chỉ ở mức độ nấu ăn gia đình thôi. Chứ còn nếu mà nhà có khách thì vẫn là mẹ vào bếp. Ừ. Nhà gái chỉ đơn giản vậy thôi nhà trai ơi. Mời nhà trai điểm mạnh điểm yếu cho nhà gái nghe. Dạ, điểm mạnh của em là em khi mà tìm hiểu vấn đề nào đó thì em chịu khó tìm hiểu đào sâu. Còn cái điểm yếu của em là ít nói, với lại kỹ năng nấu ăn còn hạn chế. Thầy giáo dạy tiếng Anh lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi anh. Mình dạy trong trường hay là đang dạy trong trung tâm? Dạ, hồi trước em dạy ở trung tâm nhưng mà sau này em tự mở lớp rồi làm riêng ở nhà. À, dạ. Em có mấy mối tình rồi Thông? Trước giờ em có hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì cách đây khoảng 8 năm. Lúc đó còn chắc là con còn non nớt cho nên là không có giữ bạn gái được. Còn mối tình thứ hai thì gần đây năm 2019 á, bên đàn gái thì có lẽ là có vẻ là nó sùng đạo quá. Thì em không có theo đạo á. Không cùng tôn giáo ha. Đúng rồi. Mối tình nào dài nhất vậy Thông? Cái mối tình đầu tiên. Đầu tiên hả? Mấy năm? Khoảng gần năm. Gần năm vậy cũng không dài lắm. Hai mối tình cũng chưa sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Nhà trai tôi có hai mối tình đi qua cuộc đời thôi. Mà nhẹ không sâu sắc lắm. Ừ, không sâu sắc lắm. Mình nghe về tình trường của nhà gái nè. Em đã trải qua 4 mối tình, nhưng mà chỉ có một mối tình đầu tiên thời sinh viên là nó được lâu, là khoảng tầm 2 năm. Còn những mối tình còn lại thì nó chỉ được vài tháng thôi. Thì cảm thấy là hai bên không hợp á, thì tụi em dừng lại. Bên này cũng không có gì gọi là nặng nề hết trơn á. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ đến với cái mối tình này. Hy vọng là nó sẽ đậm đà ha. Nó sẽ kéo dài cho suốt cuộc đời luôn. Rồi bây giờ nhà gái mình nói luôn về cái tiêu chí của cái người bạn trai sắp tới của mình là như thế nào. Dạ, hôm nay em đến với chương trình với tiêu chí là 40. Không hói, không hô, không hôi và không được quá trắng. Để chị qua anh kia chị coi coi được bao nhiêu không nha. Chào nhà trai. Không có hói. Không hề hói em ơi, tóc nhiều lắm, đẹp lắm. Cũng không có hô luôn, bình thường. Nói chung là duyên dáng. Rồi gì nữa, không hôi hả? Để chị tới gần chị mới biết. Không có hôi nghe. Qua đây hôi nè, qua đây chút. Thôi, từ sáng giờ là biết rồi. Bên kia tiêu chí tới 40 đó. Mà chị thấy em là ba cái là ngon rồi. Còn cái cuối cùng thôi. Không trắng, gì kỳ vậy? Tại em sợ bạn nam trắng hơn em. Sợ trắng hơn bạn ấy. À, thì vậy đó dễ mà chị. Phơi nắng. Phơi nắng. Bạn bên đây thì da bình thường, không có trắng cũng không đen. Ừ, em thì chỉ có 4 cái đó thôi hả? Về tính cách á, thì em mong muốn bạn nam là một người mạnh mẽ, có chính kiến. Rồi có cái điều gì mà em không thích không? Em thì em không muốn bạn nam là quá ghen tuông hoặc là quá kiểm soát cái cuộc sống hoặc là cái công việc của em. Và em mong muốn là bạn nam đừng quá bừa bộn, bày hay quá là được. Không có hay kiểm soát bạn gái không? Dạ, dạ không có. Mỗi người thì có cái quyền tự do của mình. Ừ. Thì ví dụ như bạn gái
muốn chia sẻ thì mình sẵn sàng lắng nghe kiểu vậy thôi, chứ chuyện riêng của bạn mẹ không muốn xen vào thì mình cũng hạn chế. Bạn nam bên này trông có vẻ hiền. Hiền. Mà mới hỏi coi tiêu chí của bạn trai bên đây thế nào. Dạ, muốn tìm bạn gái xinh xinh, dễ thương, tính tình hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm người khác. Bạn bên này là có hết mấy cái đó luôn mà chỉ có cảm giác là bạn bên này là hơi kỹ, hơi khó tính đó. Dạ. Cái người con gái có cái tính nào mà em không thích nhất? Ví dụ như nhiều chuyện nè. Kiểu tò mò tọc mạch chuyện người khác thì em cũng không thích gì. Dạ. Có cái điểm gì đặc biệt ở người con gái mà em không thích nữa không? Kiểu sổ sàng quá. Ví dụ như sổ sàng quá, mất lịch sự. Gái ai đâu sổ sàng. Ai đâu mà sổ sàng. Có mình chị hay sổ sàng nên chị ấy nè. Cô bên đây rất là nhẹ nhàng đó, dịu dàng luôn á. Đúng rồi. Giờ tôi hỏi nhà trai tôi hỏi nè, không thích hói đúng không? Dạ. Không thích hôi. Hồi đó gì gặp đàn ông hói hôi nhiều lắm hả? Dạ không, tại vì con là một người khá là kỹ tính đó, nên là con không muốn bạn trai nó có những cái điểm đấy. Làm gì bạn trai nào có hôi, tại nó quên tắm thôi. Rồi không trắng nữa. Con sợ con trắng không bằng bạn trai thì con sẽ hơi tự ti. Ủa, mình phải tự hào khi mình có bạn trai trắng chứ. Em ơi, mình phải củng cố đời sau chứ em. Đang thùi lùi chứ chú Quỳnh Linh sao được. Không, con thấy là như chú Quỳnh Linh là rất là ok luôn. Con thấy nước da của chú đàn ông con trai á, thì như chú là con rất là thích. Như chú là con rất là thích. Bên đó cũng gần hói rồi nha. Hói đâu mà ra. Như chú Quỳnh Linh thì con không tính là hói đâu ạ. Tôi thấy hai bên đưa ra như yêu cầu á là cũng tương xứng với nhau á. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi nha. Mình hỏi người thân đi. Bạn trai đi với ai cưng? Dạ em nay đi có mình rồi chị. Không sao, có anh Quỳnh Linh. Để tôi lo. Bên nhà gái đi với ai? Dạ con đi với lại một người anh và cũng là đồng nghiệp của con luôn ạ. Rồi chào anh. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ, em chào chị Ngọc Lan ạ. Hiền có nhiều chàng trai đeo đuổi lắm đúng không? Dạ đúng ạ. Mà sao cổ không chịu vậy? Em cũng cảm thấy là Hiền có những cái tiêu chuẩn riêng của mình nè. Người đó có hợp với tính của Quyền không? Hiện tại thì em thấy rất là hợp tính với Hiền. Thấy anh này hiền không? Dạ em đã hiền rồi mà ảnh còn hiền hơn em nữa. Hiền quá rồi có hợp với cổ không? Thấy cổ hơi khó đó, khó không? Dạ thì có nhu có cương ạ. Thì một người này nhu, một người kia phải cương ạ. Nói chung là thấy hợp ha. Dạ trước mắt là em đã thấy hợp rồi ạ. Rồi, cảm ơn em trai. Thôi được rồi. Gặp nhau đi cái đã rồi tính. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu đi Thông. Dạ, chào em. Hôm nay có sách hả bạn em? Mà sống nhau với vậy. Chào em, không biết lần đầu em gặp anh em cảm thấy như thế nào? Cảm nhận đầu tiên về anh á, thì em cảm thấy anh là một người khá là hiền, kiểu người điềm đạm. Thì cái tính này em rất là thích ạ. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Anh thấy em cũng giống như vậy, lại rất là xinh. Em cảm ơn anh. Hiện tại nay anh đang sống ở đâu ạ? Anh đang sống ở Bình Phước, em ở Trân Thành. À, anh ở Trân Thành ạ? Em ở Lộc Ninh. Lộc Ninh. Khoảng cách cũng rất là gần. có gì sao chương trình rồi. Nếu có dịp thì mời em đi uống nước hay ăn uống gì đó. Dạ. Em làm bên gì lần em? Hiện tại thì em đang làm quản lý của siêu thị ạ. Ôi giỏi quá. Bây giờ mình đi sâu chút xíu nữa là quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên đi. Về quan điểm hôn nhân của em á, thì em mong muốn người bạn đời của mình phải là một người chung thủy, tin tưởng lẫn nhau. Có nghĩa là chúng ta sẽ không có những mối quan hệ nó phức tạp hoặc là nó mập mờ. Mặc dù là chúng ta không có ý gì nhưng mà cái điều đó nó tạo cho đối phương một cái cảm giác nó không an toàn. Thì điều đó là em không muốn. Em muốn mọi thứ nó phải rõ ràng. Thì anh cũng quan điểm như vậy. Kiểu quen xác định là đi tới hôn nhân thì chỉ quen một người thôi, chứ ngoài ra là không có kiểu lăng nhăng bên ngoài. Anh cũng không có thích cái đó. Và em mong muốn là nếu như em và anh có duyên và đến với nhau thì trong những lúc mà xích mích á, thì anh có thể là bỏ qua cho em những cái điều mà có thể là em đã sai. Nhưng mà trong giây phút nóng nảy như vậy á, thì em mong là anh sẽ chiều chuộng em một chút. Em sẽ cảm thấy là em được che chở hơn. Mấy cái đó không có sao. Dạ. Kinh tế gia đình, ai là người quyết định? Em nghĩ như thế nào? Về kinh tế á, thì em nghĩ là mỗi người thì đều có công việc và có những mối quan hệ xã hội cần phải xã giao. Em không bắt buộc là anh phải đưa toàn bộ kinh tế cho em, mà chỉ cần là chúng ta cùng nhau bỏ một phần nào đó trong cái thu nhập vào một cái quỹ chung để lo cho tương lai, cho cuộc sống sau này. Mỗi người thì vẫn sẽ phải có giữ lại cho mình để có thể phục vụ cho công việc hàng ngày, những chi tiêu hàng ngày. Em suy nghĩ chu đáo quá.
con cái. Tính kết hôn đi. Ai thích trai gái như thế nào đó? Anh không có quan trọng trai hay gái gì hết. Anh cho em hỏi lại là hồi nãy em nghe không rõ họ của anh á. Họ anh à, Đỗ à. Đỗ, Đỗ anh hả? Còn em họ tên là gì? Em tên là Hoàng Thị Huyền. Huyền, tên đẹp quá. Em rất là thích cái tên Đăng Khôi. Đăng Khôi. Thì em có tạo một cái nick Facebook tên là Nguyễn Hoàng Đăng Khôi. Nó là nick Facebook của con trai em sau này. Tại sao mà em lại đặt họ Nguyễn? Bởi vì là cái tỷ lệ mà người họ Nguyễn ở Việt Nam á, nó rất là cao, nên là em đặt họ Nguyễn. Nhưng mà cái họ của em á, thì nó lại rất là hợp với những cái họ còn lại khi mà ghép vào. Nên là em nghĩ là Đỗ Hoàng Đăng Khôi thì cũng rất là hay. Chưa có gì là nghĩ ra tên con luôn rồi đó. Là tại nghĩ rất là xa luôn, thấy chưa? Tại con thấy cái tên nó đẹp á, con sợ là sau này có người ta đặt mất á thì mình không đặt được, nên là con tính trước. Được chứ, thiếu gì. Giờ đợi nói ra kiểu này là người ta đặt rồi đó nghe, cho nên là lẹ cưới, lẹ đẻ con mới lấy được cái tên đó. Bây giờ đó. Bây giờ thầy giáo tới nắm tay Huyền nha. Dạ. Thông Huyền, Huyền Thông. Đó, nắm tay Huyền. Đây đúng sắp đây. Chị Lan giữ cho. Được nắm tay. Nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Nắm hai tay luôn. Đó. Khoảng bao lâu là mình tiến tới được hôn nhân? Đối với em á, thì nếu như cả hai cùng hòa hợp và hiểu nhau và mong muốn được tiến xa thì khoảng thời gian nó không quan trọng. Còn nếu như mà để đưa ra một con số thì em nghĩ là khoảng 1 năm hoặc 1 năm hơn thì có thể là tiến tới hôn nhân. Anh cũng nghĩ vậy, phải có cái thời gian để mình xác định. Anh thấy em là một người mà anh đang tìm kiếm, hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu xa hơn. Nếu mà mình đi xa được với nhau thì anh hứa anh sẽ đi với em tới cuối con đường. Trở về vị trí, để tay vào nút bấm các bạn. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Cô Bò nha. Nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình xem có thật sự rung động với người đối diện hay không. Nếu đúng, chúng ta cho ngay một cơ hội bằng cái nút bấm đó. Nếu chưa đúng, mình không cần bấm. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm chặt tay nhau nào. Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau để vượt qua những cái giông bão trong cuộc sống. Chúc các em hạnh phúc nha. Chúng ta sẽ có những món quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà đó là... Và nhớ rằng ngày hôm nay chúng ta đã nói gì với người bạn của mình nha. Dạ. Yeah. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ, yeah, cảm ơn anh Hồng Linh, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chương trình. Em cảm ơn chú, em cảm ơn chị.